Mình đang đứng ở bên cái bờ hồ Bảo Sơn của thành phố Vĩnh Yên. Thành phố Vĩnh Yên nay rất là đẹp. Cứ đi từ Hà Nội thì mình đi theo đường quốc lộ 2, thì cách Hà Nội khoảng 50 km, chạy theo cái đường qua Hà Nội Lào Cai thì tới thành phố Vĩnh Yên. Đây là một thành phố trung tâm của tỉnh Vĩnh Phúc, là một trong những cái thành phố gọi là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội của tỉnh, nơi tụ hợp những cái tòa nhà cao tầng, những công trình đồ sộ, trung tâm hiện đại của toàn tỉnh. Thành phố Vĩnh Yên thì cũng có nhiều cái nơi để tham quan, như là có các khu di tích lịch sử, văn hóa. Nơi mà có thể tham gia trải nghiệm du lịch với nhiều các hình loại hình khác nhau, như nghỉ dưỡng, tâm linh, vui chơi giải trí, phượt, các hoạt động văn hóa thể thao, hay là những cái hoạt động khác. Thành phố Vĩnh Yên có rất là nhiều chùa chiền, như là chùa Hà Tiên rất là nổi tiếng, có Đầm Vạc. Đầm Vạc thì cũng ở phía nam thành phố Vĩnh Yên. Các nơi khác như là chùa Buông,